quay trở lại với Lâm TV và mình là Lâm với bạn. Hiện tại là mình đang làm clip gala trận chiến cắm trại sinh tồn các bạn. Đang chuẩn bị chở mọi người ra đảo và làm clip gala. Và ở đây chúng ta có hai bé này chơi 6 năm 6 tập rồi chưa vào được gala. Còn bé Nguyên thì chưa bao giờ sinh tồn em. Dạ. Nên mình quyết định là sẽ làm một cái clip phụ kèm, đó chính là thử hết 24 giờ sinh tồn thật sự nha các bạn. Hai bé này là sinh tồn rất là kém, con bé này chưa sinh tồn bao giờ luôn, nên quyết định là sẽ làm một clip là sinh tồn tập sự rất là dễ. Bây giờ anh sẽ nhờ anh chủ tàu chở tên ra đảo, sau đó chở em qua một cái hòn đảo kế bên cái đảo của anh, sau đó tên hòn đảo đó anh sẽ cho cameraman và ekip là để sẵn những cái chiếc hùng có những cái dụng cụ sinh tồn, cứ tới giờ thì mở ra và sử dụng, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và hết 24 giờ thì có thể đi về và anh sẽ cấp cho mấy em là một lời khen gì đó là hay giỏi luôn. Wow, phần thưởng quá lớn hả? Phần thưởng có là lời khen của anh Lâm á, đúng không? Ok, nói chung là bạn nào thích cái series tập sự chúng tôi hai phần hai các bạn, để tập sau mình còn một cái gala nữa là gala người cuối cùng ngừng sinh tồn nữa và cái giống vậy nữa nha. Ok, bây giờ thì mấy đứa chuẩn bị xong đồ đi và anh lấy tàu chở ra đảo. Ok. Rồi ok thì mình đã được anh ngư dân chở tới một hòn đảo rồi nha. Cái đảo ở bên mình là kế bên hòn đảo của anh Lâm sinh tồn luôn mọi người. Thì VIP. Và phía bên đây mình sẽ có 8 cái hùng tương ứng với giờ của mình nha mọi người. Đây có cái hùng 7 giờ sáng nè, rồi 10 giờ, 12 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ. Ấy còn cái hùng này 3 giờ sáng một hùng. Hả? Và cái hùng cuối cùng là gì? Đủ 24 tiếng mới được mở hùng. Chắc quà đó Toàn ơi. Đúng rồi. Quà hùng đó. Giờ bấm giờ luôn ha. Rồi, bấm giờ luôn đi. Đây, giờ mình sẽ bấm giờ luôn. Hiện giờ là 7 giờ 13 phút, giờ mình sẽ bắt đầu bấm. Rồi. Cái này thì nó chỉ chạy thôi chứ không có tu hay gì được nha mấy bạn. Giờ đợi đúng 24 giờ rồi, 3 giờ đảo hả? Vậy bây giờ mình sẽ mở cái hùng 7 giờ sáng ra để coi nó có cái gì nha mọi người. Nè, mở đây. Ôi trời ơi. Mình thấy trong đây có một con dao với một chai nước nè. Ngon ngon. Chị mở ra đây chị coi là giấy gì vậy? Rồi dao. Mấy đứa cố gắng làm một túp liều sinh tồn nhé. Yeah. Đúng là sếp của chúng ta. Chị biết cái này khó lắm á. Chị vừa có ai đứa làm á. Với một tư cách là đàn ông con trai thì mình với Toàn mình nghĩ là sẽ đi làm liều sinh tồn hoặc là hoành tráng nha mọi người. Đúng đúng. Let's go. A few moments later. Mình vừa mới rút được cái đống này. Bội thu bội thu. Ô, mình thấy ở đây có một cái tấm bạc nè mọi người. Ngon. Hơi bị bự luôn á. Ê. Trời. Gồm tin đó. Trời ơi, nãy giờ mới lượm được tấm bạc thôi hả? Phế quá vậy? Trời, cái tấm bạc ta bự gì mà phế, trời, cái đồ gì kìa. Đồ không chất lượng. Chúng có nhiều. Cảm Toàn. Thằng Lan. Hết rồi. Rồi, để đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lượm tiếp nha mọi người. Dư có cái tấm bạc không làm liều hoành tráng không đủ. Mình đang đi á, thì mình phát hiện có một chai thử mùi nội hắt xe hơi nha mọi người. Trời ơi. Cái này mà mình đem về mình tặng cho anh Lâm là chắc anh Lâm mình tăng lương cho mình đó Toàn. Đúng rồi, anh Lâm hết trợ mấy em hoặc là tâm lý thì đã phát quà về. Thôi, xách về đi, mai mình sẽ tặng ảnh nha mọi người. Anh được, có xe được. Hơi, còn mình không có. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi dọc cái bờ biển này luôn. Để coi có cái gì lụm thì mình lụm tiếp nha. Ok, đi. Nãy giờ thì tụi mình đã lụm được một đống vô đây nha. Đây, mình có cái này nè. Cái này mình lụm ở dưới đất đó mọi người. Và mình thấy nó hình dạng nó giống với cái võng á, nên là mình lụm luôn.
Ừ, cái miếng này hơi bị đã nha, hơi bị chất lượng đó. Miếng to á. Không biết cái ai tốt bụng đen lại sẵn. Rồi kế bên mình thì có cái võng luôn mọi người. Mình sẽ tận dụng luôn nha. Với lại mình nghĩ là sẽ cho chị Uyên ngủ cái võng đó. Tại là nam nữ họ bắt tương khăn mà. Wow, thì chị không có xấu nha. Anh em mình là vợ chồng nhau rồi đúng không? Rồi, mình phải xây liều cùng nhau và ngủ cùng nhau. Đúng. Bây giờ thì mình xây thôi. Cái cây này hơi dài mọi người nên là đầu tiên là mình sẽ chặt ra cho nó ngắn này nha. Làm anh đưa con dao gì cho mình mọi người, nhìn mắc cỡ luôn. Chặt giết không đứt nè, thấy không? Hay là kỹ năng mình kém ta? Sau một hồi thì tụi mình cũng đã dựng xong cái khung sườn rồi nha mọi người. Đây là khung sườn của liều sinh tồn. Toàn lấy cái miếng bự, cái đồ trải bự bự lên đó, mình đắp lên. Chưa, mình cột dây trước, cột vô mấy cây trước đó. Đúng rồi. Quên. Cắt dây, cắt dây. Đây, đó. Đó, kinh nghiệm liền, có kinh nghiệm. Cộng một kinh nghiệm. Rồi chặt ba đứt luôn. Đó. Nè cột với, ba dây. Bây giờ mình sẽ cột dây vô cây để cho nó cứng nha. Dây này là nãy mình thấy có đây có mấy cọng dây nè, cái mình lấy luôn. Mình không biết của ai hết. Chắc của những người đi trước mình đó mọi người. Và ta ra đảo chi ta. Rồi mình đã cột dây xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy cái tấm lợp để mình lợp. Đây cái tấm siêu bự luôn. Là để tránh mưa tránh gió. Chứ tránh mũi là không tránh được rồi. Đó đó. Trời ơi, nó vừa khiết một cách một phát ăn tóc. Ở cái này phải có gì cột lại ta. Thì mình còn dây mà. Chợ mình giàu mà. Đúng đúng. Phát nổ cột dây nữa Tú ơi. Mình thì đã làm xong rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lợp ở dưới để nằm nó không bị ngứa ngáy rồi nha. Sau 2 phút thì mình đã lợp xong cái chỗ nằm của mình rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ chui vô nằm và trải nghiệm thôi. Trời ơi nó ngát kìa. Bơ mẹ. Chị Uyên ơi, qua đây nằm nè, trời cái nhà như khách sạn 5 sao á. Nè, trong lúc một em làm lều, chị cũng làm được cái mái rồi. Wow. Không cần, chị không sợ nắng mưa rồi. Mình đã làm được một cái võng rồi mọi người ơi. Mà không phải mình làm nữa, mình chỉ có cột dây thôi mà là nó ra được cái này nè. Y chang cái võng luôn, để mình nằm thử nha. Ô, được nha, được nha. Ồ, hơi nghiêng một xíu nhưng mà cũng rất là vô mốt. Kế bên là Toàn đang nằm nghỉ trong chõng nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ngủ một giấc. Hiện tại là được 2 tiếng 47 phút rồi và bây giờ là tròn 10 giờ luôn. Trời, bây giờ hui hùng ra coi bên trong có gì nha. Hy vọng sẽ có đồ ăn. Ui cùi. Chị nghĩ là đồ ăn á. Đúng, đúng. Cái này nè. Một cây cần câu, một bịch lưới, một chai nước. Ồ, được 2 chai. Cái gì vậy? Có làm thì mới có ăn. À, sao nữa vậy? À. Là không có đồ ăn rồi. Anh bắt mình gì ta? Giăng lưới với câu cá. Mà anh còn không cho mồi câu nữa chứ. Trời heo. Thôi, giờ hai em đi giăng đi. Được rồi, tiếp tấu, giăng lưới. Mình câu cá, đẹp. Phải có làm mới có ăn nha mọi người. Câu cá không cần mồi. Ok. Thì bây giờ Toàn sẽ đi câu cá còn mình sẽ đi giăng lưới nha. Rồi, ok. Hai cái cây này nãy mình lấy về làm liều mà còn dư á mọi người. Nên là mình tận dụng để mình cắm cái cây xuống để cho cái lưới này nó đừng có bị sóng đánh vô bờ nha. Để mình tháo cái lưới trên đây cho nó đừng gối chứ. Đi câu cá với lại đi giăng lưới
Rồi mình đã giăng lưới xong rồi nha. Bây giờ thì để chờ kết quả thôi. Để mình qua coi toàn câu dính nào chưa nha. Đi thôi. Đây, nhân vật của chúng ta. Câu dính con nào chưa Toàn ơi? Trời ơi, có chưa? Đâu? Đây. Tao nguyên con cá luôn kìa. Ủa sao con cá mà không có mồi là sao? Để Hương tử nha, mà con cá cần gì mồi, với lại đây mình còn không kiếm được con ốc nữa hết à. Thôi mình để hình hóa trang hình để Hương tử nha đi câu không cần. Thôi để mình đi kiếm ốc rồi mình câu thử coi dính không nha. Trời ơi, ở biển mồi câu hiếu gì mà Toàn không làm được. Trời ơi, tú đỉnh quá. Đây. Rồi, đây, đây, Tú đã bóc cho mình một cục mồi. Giờ sẽ bắt đầu thể hiện trình câu cá coi con dính được con cá nào không nha. Lên. À, mình mới nghe thằng Tú la, có gì vậy Tú? Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, con cá nó bự. Câu gì bự dữ vậy Tú? Cá gì ta? Ai biết, comment cho mình biết nha. Con cá gì lạ quá. Cá một sống. Ô, còn sống luôn. Trời ơi, biết thôi rồi. Mình sẽ đi tìm một tiếp đây. Rồi, bây giờ mình sẽ ra mình câu tiếp nha. Cá quá trời cá rồi. Đúng. Lấy ốc ra cho anh sẵn nha. Có luôn, để mình đi kiếm ốc luôn, kiếm bao nhiêu. Hiện tại mình thấy mưa cũng đang kiểu bye bye, mưa lâm râm mấy bạn, nên mình với chị Yên vô đây núp trước. Hiện mấy thằng Tú đang ngồi đó, còn câu cá nữa kìa. Quá là nể luôn. Hai chị em mình làm lửa đi. Vì mưa quá làm lửa cũng hơi khó à. Hiện tại bây giờ là 12:02 trưa nha. Đây. Biết làm gì rồi đó. Đồ ăn hả? Của chúng ta đây. Bỡ hộp. Đây. Trời ơi. Đồ đúng khui. Đồ ăn đó. Đồ ăn. Trời ơi đúng. Trời ơi cái bịch này để ngồi. Này nữa, đúng rồi. Đồ ăn. Đồ ăn. Ủa sao vậy? Trời ơi. Chúng ta có tờ giấy. Tờ giấy của mình là cái gì đây? Hãy tạo lửa để nấu ăn và tạo ra nước uống. Trời ơi. Tốt rồi. Cho anh à. Đầu tiên là mình sẽ có giấy bạc. Một cái nồi. Hả? Còn nồi sinh tồn, khăn giấy để đi vệ sinh. Củi. Cái này là cái gì vậy ta? Quen quá vậy. Cái đồ chặt lửa. What the? Cái đồ chặt lửa. Cái hộp quạt đâu? Trời. Không sao. Với người có kinh nghiệm như mình thì tàu lửa này một nút nhẹ. Được. Rồi chiên với Toàn ginh cái mớ đồ này vô giùm em nha. Ok. Em đi hâm lưới coi cái cá không? Ok. Rồi. Đi không mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ xuống hâm lưới nha. Hy vọng là sẽ có nhiều cá. Đồ gác không vậy trời. Mình bắt được con đầu tiên rồi nha. Mà nó lạ quá rồi, tự nhiên nhìn nó đang đẹp, tự nhiên có màu trắng đang hùi đây. Không biết cái gì nữa. Hai chấm luôn nè. Bỏ vô nồi luôn. Một con, chắc có một con thôi á. Hình như mình hâm cái lưới sớm quá mọi người ơi. Mình dính được có đúng một con cá à. Bây giờ mình sẽ để tới chiều luôn, coi dính có nhiều hơn không nha. Còn không dính là chắc vô vấn đề kỹ năng rồi mọi người ơi. Ok, chưa rồi thì tụi mình sẽ ăn uống một xíu nha mọi người. Chứ làm sáng giờ rồi, không ăn là không có sức làm nữa đâu. Trưa nay tụi mình sẽ ăn... Cái này là cái gì Toàn? Mấy con hạ đục á. À, Toàn đục đúng không Toàn? Đúng rồi, tính là một câu nhưng mà thôi, lấy là mình ăn luôn. Còn đây là cá nha mọi người. Đây là công của mình hết. Đúng. Còn đây là xương rồng, là của ai ta? Chị Uyên. Phân chia công việc quá rõ ràng luôn mọi người ơi. Ai cũng có công hết.
Giờ thì mình đánh lửa thôi. Ờ. Đánh trước khi tàu. Trời ơi, được được, để xíu. Cho xin một miếng giấy. Ghê hả? À, mình bỏ cỏ vô thấy không? Đó. Trời ơi, sao mà đấy? Bỏ cỏ vô, con cá. Mọi người thắc mắc tại sao mình không dùng cỏ mọi người. Thì mình để dành cho buổi tối nha. Tại là buổi tối làm lửa cực lắm, mình phải duy trì lửa đồ này kia, tránh mũi đồ nữa, rồi côn trùng này kia nữa. Trăm bữa thôi, trời ơi. Mũi vô. Và sau đó kỹ năng giữ lửa của tay mình kém quá mấy bạn ơi, nên lửa giờ nó tắt rồi, chắc giờ phải đi kiếm thêm củi khô rồi các kiểu nó cho nó đánh lại lần nữa cho có lên lửa chứ giờ thì hơi khó à. Rồi giờ mình sẽ đánh lửa lại nha. Trời, lần đầu không biết ăn mai, lần này không biết có được không nữa. Chắc lần đầu mình ăn mai thôi chứ giờ mình vấn đề kỹ năng thiệt rồi. Để chị Uyên. Chết rồi, có vẻ là ôi thằng cậu ăn mai không biết à. Chắc mình phải ra tay mọi người ơi. Chùm cuối, chùm cuối. Nhìn nha, học hỏi nè. Rồi rồi. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Đây rồi, đây rồi. Ủa chỗ của tụi bay. Ôi da. Nóng quá. Trời ơi, khó. Sao nó bay ngược hướng lên đây vậy? Sau một hồi mình tạo lửa thì mình cũng đã có một đống lửa và một đống than. Bây giờ mình sẽ nướng cá trước nha. Okay. Mình đã làm cái cây kẹp cá sẵn rồi nè. Wow. Để nướng. Rồi bắt cá phải không? Đây. Được rồi. Đó, nhét vô. Rồi. Rồi, coi một tí. Sao không kẹp con to ở trên con nhỏ ở dưới? Rồi. Rồi. Nó thẹp á. Đó. Để lên mình nướng nha mọi người. Mấy con hào này thì mình sẽ nại từng con một ra, mình bỏ ra cái này, bỏ vô cái giỏ ốc bự này nha. Để mình nướng một lần luôn. Rồi nãy giờ mình lọc thì được nhiêu đây con hào nha mọi người. Bây giờ mình bỏ lên nướng luôn. Rồi cá bóng đen nó cũng chín rồi nè. Rồi để ra đây thưởng thức luôn. Cá hoàng đế. Đây nè mày, banh đây, banh đây, banh đây, banh đây. Thấy bạn. Lấy tay bóc vô, lấy tay bóc vô. Nóng. Bây giờ tụi mình sẽ hưởng thức cá hoàng đế trước nha. Rồi ăn cá xong chắc hào nó cũng chín là mình ăn luôn là vừa rồi đó. Đây, chịu yên nè. Con cá của mình nha. Mình ăn cá mà mình hấp cái gì. Từ từ mình bóc thôi. Nó ngọt thịt kìa. Đúng rồi. Cá biển mà sao ngọt thịt ta, đáng lẽ phải mặn chứ. Ủa là ta không thấy mặn. Tại nó biển mà. Nhà cá được dữ vậy đó. Mà cá ở nước ngọt thì nó không ngọt là sao kỳ vậy ta. Cái nguyên lý nó hay lạ. Cảm ơn. Ồ, cảm ơn chị. Sau khi ba tụi mình ăn được một con cá rưỡi, còn nửa con thì hào cũng đã chín. Nên bây giờ mình sẽ lấy ra mình ăn luôn nha. Chín rồi. Toàn. Thôi. Đúng. Không này nhượng. Đây đây. Không. Có cá nè, mình có cá rồi. Không, tôi lo cho đường đi đấy. Đói mà. Nè, tôi tin tưởng chị. Mà. Ăn thử đi chị. Được, chị lớn. Nó tanh lắm em. Đồ biển nó tươi đó chị, tanh đâu mà tanh. Ừ, nó sạn cát không? Mà lè. Thì biển mà nó hay sáng tươi là phải có cát. Ăn được á? Sinh tồn mà có này là quý lắm rồi đó, không có chơi được đâu. Ăn hào cũng khóc nữa ta. Cát không à? Ăn hào chắc mình nhớ anh hào hay sao mình hóc quá trời hóc nè mọi người ơi. Anh sinh tồn bệnh hóc. Cái này hào sữa hay gì á? Béo. À béo hả?
Thôi Tú ăn hết đi nha. Bữa trưa của tụi mình chỉ đơn giản và đơn sơ vậy thôi nha. Uống nước gì chị? Mới uống rồi. Nước tụi mình thì cũng còn nhiều á, chắc là cũng không cần lọc nước gấp đâu. Nên bây giờ tụi mình sẽ nghỉ mệt một xíu nha. Đúng rồi. Tại là sáng giờ làm quá trời làm rồi, phải cần nghỉ ngơi. Chứ giờ nắng quá. Sau khi buổi trưa mình ăn uống no say thì tụi mình ngủ trưa mọi người ơi. Mà ngủ ngon quá, bây giờ bị lố hết một tiếng đồng hồ rồi. Mở đi Toàn. Mở. Ông qua lấy con dao rồi. Một tờ giấy. Tờ giấy à? Trời mát rồi, đi lặn bắt ốc đi. Mình thấy giờ chắc không chưa có mát lắm nha. Trời nó nắng khủng khiếp. Trong phòng mình sẽ có một cái kính lặn hai cá gì đó mọi người. Với một cái đồ đựng cá hay đựng ốc gì nè. Với một chai nước suối. Wow. Nhưng mà mình thấy trời nó cũng chưa có mát lắm á. Nên là bây giờ mình sẽ nằm đợi thêm một miếng nữa cho trời nó mát rồi mình đi săn nha. Ok. Nói chứ anh Lâm ảnh cho mình một cái ấm nước với lại mấy cái nồi nè mọi người. Không lẽ mình không lọc nước. Mà giờ nước mình còn quá trời luôn nè. Uống dư sức luôn á. Nhưng mà không sao, mình sẽ thể hiện kỹ năng của mình nha. Ok. Bước 1 là mọi người sẽ làm một cái giò nha mọi người. Cái giò này làm bằng giấy bạc. Bước 2 mình sẽ đổ nước biển vô đây nha. Cái này là mình học lỏm từ anh ăn á. Ủa mà Tú, sao phải bỏ cái giấy bạc ở trên nắp vậy? Cái giấy bạc bỏ trên nắp hả? Để chặn những cái không khí nó lại á. Để nó bốc hơi lên xong nó sẽ nhiễu từng giọt xuống đây. Nguyên lý hoạt động của nó là vậy á. Bây giờ mình sẽ nấu lên nha. Để kết quả thôi. Ok ok. Không biết có nước không nữa. Cái này là mình học lỏm từ anh ăn thôi nha mọi người. Rồi 5 giờ rồi nha mọi người. Bên này á thì Tú đang đi bắt cá. Và thì đang câu cá ở kia. Bây giờ tới 5 giờ rồi cho nên mình sẽ mở phòng 5 giờ chiều. Quá! Trời ơi, mình nghĩ là anh Lâm không cho đồ ăn nhưng mà anh Lâm có cho khoai lang với lại nước coca nè. Có cả tờ giấy nữa. Tối rồi, ăn tối thôi. Mình sẽ giấu Tú với Toàn để hai người đi bắt cá. Tí rồi vô cho biết sao. Mình đang lặn ốc thì mình lặn được cái lưới của mình nha mọi người. Nó trôi ra tuốt ngoài kia luôn. Đây, này, đây có 9 miếng cá nè. Hình như được 3 con á. 3 hay 4 gì đó, mình quên. Mình nghĩ 3 con cá này á mọi người là đủ cho buổi tối của 3 đứa tụi mình luôn á. Nên là bây giờ mình dẹp cái lưới vô luôn nha. Chứ giờ nó cũng rối tùm lum hết rồi. Hết biết gỡ rồi. Mình đang hu cái lưới lại thì mình phát hiện có một con gì nè. Con này là... Ủa con ghẹ. Trời ơi con ghẹ. Ây da. Hiện tại mình đang tổ chức gala trên một cái hòn đảo hoang khá là nhỏ các bạn. Mọi người dựng liều rồi các kiểu. Và mấy thằng cu thì đang thử thách bên cái hòn đảo bên kia. Hiện tại là cũng đang khá là rảnh bạn, mọi người không có làm gì. Nên quyết định mình sẽ qua bển mình thăm coi mấy thằng cu nó sống sao nha. Ok, đi thôi, mặc áo phao vô nha các bạn. Biết bơi cũng phải mặc áo phao. Đúng. Biển này trong lắm. Why immediately tell. Sao mình thấy anh Lâm kìa mọi người. Trời ơi anh Lâm có thăm. Chắc anh đem đồ ăn qua cho mình á. Anh đem đồ ăn qua cho tụi em hả? Đúng rồi. Trời ơi anh Lâm tốt quá. Điểm đi điểm. Anh cứ đem cho em đồ ăn nè. Biết ngay rồi em có thấy cái gì ở trên cái thuyền đâu. Vậy anh qua coi em có chết chưa đi. Chưa chết thì thôi. Trời ơi, kỹ năng sinh tồn của em mà chết cái gì anh? Rồi à.
Nắm cố cho anh kia Tú. Sao rồi? Ok không? Quá ok luôn anh. Có làm được liền sinh tồn không? Được chứ. Đi coi thử. Tôi bị đỉnh đó nha. Ngươi à, làm được khởi khóc lọc nước luôn hả? Trời ơi em anh. Ôi, nghĩ là từng giọt vậy hả? Đâu? Từ từ nó mới nhiễu. Sao cho cái ống cho dài ra tới ngoài đây nè, nó mới tăng cái tỷ lệ nhiễu, con này nó ra khói rồi em. Ủa vậy hả? Ờ, cái ống càng dài nó mới tích tử được, cái ống ngắn quá nối dài ra. Rồi. Nối cả tới đây luôn nè, nó càng dài nó mới tăng tỷ lệ nhiễu nước. Nước một kinh nghiệm. Rồi lấy mấy cái này làm đồ ngon hả? Làm đồ ngủ với đồ nằm ở đây. Rồi à, ngon á. 3-4 lụp liều đồ. Có cái giỏng nữa nè. Giống nè làm từ nào? À, em đi cái em lụm được á, cái nhìn nó giống có người ta làm sẵn, người ta giục hay sao anh, cái em đem về em làm luôn. Có sẵn luôn hả? Đúng rồi. Nằm cà phê không? Rồi rồi. Đi sinh tồn rồi đó, đi chơi cái giống nữa hả? Trời ơi, chiêu. Sáng giờ đủ ăn không? Cũng cái bụng em nhiều mỡ quá chứ không đủ ăn. Thử với em không đủ ăn thì anh có lấy cho mới đồ ăn. Con cá để trong đây đâu ta? Nói chung là mấy đứa sống tốt như vậy thì làm anh rất là không lo, nên anh đi về đây. Tiếp tục sinh tồn nha. Ok anh. Rồi nào anh đi về, mình đi câu cá tiếp. Hiện tại bây giờ thì cũng đã tối rồi nha mọi người. Nên là mình sẽ làm đồ ăn để mình lấp cái bụng mình. Ủa, cái hùng kia nãy có gì vậy? Đúng hai đứa. Nãy mình đi bắt ốc á mọi người, mình không biết có gì chổng á. Khoai lang. Coca là nhường cho hai đứa luôn. Còn khoai lang là bây giờ nướng nè. Khoai lang này mình sẽ cuốn với bạc mình nướng nha. Ủa, không lụa cho luôn. Trời ơi, nướng với bạc nó ngon hơn. Really nó good. Rồi mình đã gói xong ba cái củ khoai lang này rồi nha. Bây giờ mình sẽ dục vô mình nướng. Khoai lang mà nướng than mới ngon nha. Đây, đây là số nước mình lọc được. Nhiều không? Nhiều. Lọc từ nước biển ra nước ngọt mà nó cũng không có nhiều á. Nhưng mà uống thử đi. Uống trước đi chị. Chị thử đọc hả? Không. Trước. Mình nhường nhịn. Nó như nước bình thường à, nó không có mặn luôn đó. Thấy chưa? Vậy là mình thành công rồi đó. Đâu. Đúng rồi. Có đúng mùi không? Nó có mùi gì ta, kiểu mùi khói hay có mùi khói tí. Nói chung là uống được nha, nhưng mà mình có nước mà. Đúng, mình cất đi. Mình chỉ nghe mùi khói thôi mọi người ơi, thì phải có khói rồi. Còn cái này nước biển mà nó lọc ra được nước này là cũng đỉnh lắm rồi á. Đúng. Nói chung là mình thành công lọc nước rồi nha, mà bây giờ mình có nước mà đúng. Lọc gì nữa, nói chung là mình thể hiện kỹ năng cho anh Lâm xem thôi chứ. Mình có hai chai nước luôn. Còn cá với cua này thì chắc mình sẽ cá nướng nha. Ủa này đúng rồi. Đúng rồi, cầm vậy đi nướng á. Rồi. À, đúng rồi, phải cầm vậy á. Rớt. Không, hay để trên với bẹt đi. Dạ. Rồi rớt con cá thì không sao, đồ ăn mình nhiều. Thôi mình chặt lên đi. Đó. Rồi còn con cua này thì bây giờ mình sẽ quá kiếp cho nó nha, cho nó làm con khác, làm cua hoài. Chắc lẽ mình cũng định thả mà chiều nó kẹp mình mọi người, nên thôi thả vô lửa. Trời ơi. Còn đôi đũa này thì mình cũng lụm luôn nha. Không biết nước miếng ta. Why immediately tell? Rồi thì cá với khoai lang của mình cũng đã chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ gấp ra và hưởng thức. Nó thơm. Con cua á mọi người thì nãy lửa lớn quá nên là giờ nó thành than luôn rồi nha. Ôi thật à. Ủa có nóng đâu ta? Giờ chưa chín hả? Trời ơi, nóng không? Nóng. Cho anh Việt Nam. Rồi, bây giờ chẻ ra. Chẻ khoai lang ra. Đó. Ủa sao không để mình cầm, mình bóc, mình ăn, mình chẻ ra chi vậy? Nó nóng lắm.
Đó. Rồi ăn thử đi. Rồi, để mình ăn thử chút một miếng nha. Cái đũa này mình lụm nha. Cái này là đầu người ta ăn nè, mình ngược lại đó. Thông minh liền. Sao? Nó ngon kìa. Đây đây, để đút cho Toàn ăn thử nha. À, ăn khoai của Tú nè Toàn ơi. Ok. Ok Tú nha. Dạ chuyên. Đây có rồi. Hồi khoai của Tú hát nó mềm kìa. Ngon lắm. Nè, ăn cá đi Toàn, để Tú ăn khoai. Không không. Nó còn nè Tú. À đúng rồi, quên nữa. Sáng giờ ba tụi mình không có ai có đường hết mọi người. Giờ mới có nè. Nó sướng. Trời, âm thanh của chị vậy? Âm thanh của sự hạnh phúc. À, chị uống trước đi. Không gì dùng hai đứa vậy không có nữa. Nói nhiều thiệt, khăn này làm thiệt trời ơi. Thử thách của mình đã được 13 tiếng 12 phút rồi nha. Và bây giờ cũng là 8 giờ 26. Nướng khoai lang nó hơi lâu nên là hơi trễ. Ồ, cái hộp 8 giờ này Toàn với Uyên, chị Uyên nghĩ trong đây sẽ có cái gì vậy? À, riêng mà thì chắc là alarm hưu tụi mình lắm. Chắc để cho một cái liều siêu to khổng lồ để ba người ngủ luôn. Chị nghĩ là sẽ cho túi ngủ. Ồ, biết là cái gì đây? Có mấy cọng dây nịch chống á, làm nó hay vậy. Không, thấy to mà. Ồ, ơi. Ồ, tiếp trăm, tiếp trăm. Cái mền rồi, cái mền rồi. Bên này, bên này. Ủa, có hai tờ giấy luôn. Tờ này Lâm ghi là chúc mấy đứa ngủ ngon. Ồ. Em cũng chúc anh Lâm ngủ ngon nha. Trời ơi. Giờ mình khui quà thôi. Cái mệt da béo. Một cái mệt. À, cái liều. Ở liều, liều công chúa. Chúa. Cứ ngủ đè thấy chưa, chị đã đúng nha. Trời ơi, một cái gói. Gói nhà anh Lâm. Hết rồi. Trời ơi, anh Lâm chu đáo quá, trong vừa mơ vừa tối ngủ mà. Liều công chúa này chắc chị Yên nè. Chị là con gái mà công chúa chứ em là hoàng tử chứ. Hoàng tử chứ sao công chúa được. Rồi nói chung là tụi mình bây giờ sẽ đi ngủ nha. Ăn uống cũng no sai rồi. Ê từ từ. Đó. Còn cái thùng 3 giờ sáng thì như thế nào? À. Ai sẽ là người dậy? Ai cái thùng 3 giờ sáng là căng ta. À đúng rồi. Hồi nãy mình có lụm được một bộ bài mọi người. Nên là đi vô cái mình tổ chức trò chơi luôn ha. Rồi thì mình có một bộ bài thì chơi bài cào đi ha. Ok. Ai mà hấp điểm nhất á mọi người thì 3 giờ sáng sẽ phải dậy để hui cái hùng đó nha. Ok. Bộ bài này nhìn nó lỏ ra luôn, đúng là hàng lụm. Rồi Toàn trước nè. Ok. Còn 7 8 sao bị ta. Ờ 7 nha. Trời ơi trời ơi. Không rồi. Tụ 9 nút. Ồ, mình đã có kết quả rồi nha mọi người. Chị Uyên 6 nút, mình 9 nút, Toàn 3 nút. Thì mọi người cũng đã biết ai là người dậy 3 giờ sáng để mở hùng rồi nha. Nguyên hôn anh Toàn. Sao, mình cắt hết điều đó. Được. Rồi, còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Ê, vậy tôi lấy cái túi ngủ nha. Rồi thì bây giờ mình với Toàn sẽ đi ngủ nha mọi người. Ngủ trong một túp liều chanh, hai quả tim vàng. Kế bên là chị Uyên. Chúc chị ngủ ngon nha. Chúc hai đứa ngủ ngon. Nếu mà người muốn mình ngủ ngon, hãy like, share và chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh cho mình nữa nha mọi người. Hiện tại là 3 giờ sáng nha mọi người. Đến giờ mình ra mình mở cái hộp lúc 3 giờ sáng. Để giờ mình ra mình coi cái hộp nó có gì. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp của 3 giờ sáng nha. Mình nghĩ là chắc cái hộp cũng phải có gì đó bất ngờ lắm. Nên là mới đợi 3 giờ sáng như vậy. Thank you.
chỗ này mình thấy có một ly mì hảo hảo, một cái đèn pin, hai cái đèn pin, một cái đồ kẹp, một chai nước suối và một tờ giấy. Mình coi tờ giấy này ghi cái gì. Nước biển đen rút, bắt hải sản làm mì hải sản đi mấy đứa. Ồ, tính ra là giờ mới để ý là nước biển đen rút của mọi người. Chắc giờ sẽ vô kêu Tú với chị Uyên dậy để đi bắt cùng mình luôn. Mình đang ngủ ngon á thì mình bị Toàn kêu dậy nha mọi người. Ngủ thì sao, đang ngủ. Ủa kêu dậy làm gì vậy? À thì đó, Tú thấy ở đây thì nước đen rút á, mình lên bắt hải sản ha. Hay là mình có gửi lời nhắn gì không? Có, bắt hải sản để sáng làm mì hải sản ăn. Vậy bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng ở đây coi có cua hay là ốc gì không nha. Nếu có mình sẽ quay cho mọi người xem. Rồi ở dưới hốc đá này mình thấy có một con cua nha mọi người. Toàn ơi kẹp nó cho Toàn. Nè, thằng nào cứ thấy. Ôi. À không không không. Hay quá hay quá. Đây rồi. Ủa mà sao con cua này lão quá ta. Sao cái chân nó màu tím mà. Thì nhìn luôn mà quá khí. Bên đây thì mình cũng thấy con này mọi người. Nó đu trên đá. Ồ con này nhỏ vậy không. Rồi gắt nó Toàn. Ồ. Nó không mình không cánh được. Nó mất tiêu rồi. Đây này nó nói nè. Rồi 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 đây. Không, nó không chạy được đâu, nó không chạy được đâu. Cái này với nước nó chậm lắm. Nó xỉu rồi. Hết một cái cà rồi. Trời mới đi có một miếng mà được hai con cua rồi á. Rồi, ở dưới đây á thì mình thấy có một con gì nè. À, cái đó là con hả? À, cái này là con phẹm. Con phẹm xanh nè. Chắc giờ như nó lông nhiều quá. Sinh tồn mà, bỏ vô luôn đi. Nhìn nó há mồm. Ồ, có con gì nữa nè. Con này con gì á? Không biết nữa, nhưng mà nó há mồm á. Nó há mồm hả? Ờ, nó có há mồm. Cái này con gì, con này là con gì lạ quá ta. Mà mình thấy nó hả cái miệng nó ra mọi người. Lấy luôn đi. Ở dưới đây thì mình thấy có một con ghẹ xanh nha. Bây giờ mình sẽ bắt lên cho mọi người xem. Chạy ngay. Đây. Một con ghẹ xanh. Ghê. Ok. Rồi mình đi bắt tiếp thôi. Có còn gì mới mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Hồi nãy thì mình mới chụp được con tôm nha mọi người. Nhưng mà do mình không có quay kịp ở đây. Để mình cũng không. Con tôm luôn hả? Ừ. Đây, trời ơi. Tiếp vậy. Tờ mai vừa có cua mà vừa có tôm. Vô đây nó có chết không? Không không. Thì trời sáng rồi nha mọi người ơi. Thì sáng nay mình sẽ ăn mì hảo hảo. Rồi một mớ hải sản. Cái hải sản này là qua 3 giờ anh Lâm đánh thức mình dậy. 3 giờ sáng mình bắt đi bắt ốc. Bây giờ thì mình sẽ xài cục còn này luôn nha. Từ đánh lửa cả trước đây. Bỏ còn đi trước xong rồi đánh lửa rồi gặp vô luôn. Ok. Bỏ còn đi. Đánh đi Toàn. Nè chuẩn bị lụm tờ giấy nha. Có thật sự là chuẩn bị được tờ giấy không? Để mình hết giấy rồi đó. Còn có tờ đó rồi đó. Lên rồi. Wow. Có rồi. Đây còn mà nên là mình không cần giữ lửa gì đâu. I feel water later. Rồi mình đợi nãy giờ thì nó cũng có hang rồi nha. Bây giờ mình sẽ nấu mì. Đặt cái nồi lên trước. Bỏ nước vô. Cho nồi vào muối. Hả? Cho dầu vào nồi. Ví dụ một người ăn. Được, cái đó được. Mình
nắp cửa này đâu. Đó. À, đậy lại. Rồi mình để nó sôi thôi. Rồi mì của mình cũng đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy ra luôn nha. Để thơm kìa. Thơm không? Thơm không? Thơm. Qua giờ đâu có được ăn cái gì mà no đâu. Còn cái nước mì này á mọi người, mình không có bỏ nha, mình phải tận dụng. Mình luộc cua. Wow. Mình sẽ đem hết mớ cua mình luộc luôn nha, chắc được 6-7 con vậy. Bỏ gì? Bỏ vô đưa tao chị. Tôm hùm Alaska mọi người ơi, đem vô luộc luôn. Dữ à, dữ à. Trong lúc mình đợi hải sản với ốc chín á thì mình sẽ review chỗ ngủ của Toàn với Uyên nha. Chị Uyên trước đi, chỗ ngủ của chị sao chị? Không, ngủ êm, ngủ ngon nhưng mà hơi lạnh thôi. Có mũi gì không? Có mũi nha, mũi ngứa. Toàn thì sao? Thì mình thấy ngủ cũng bình thường á, được cái bên mình có mền á, tắp thì cũng ấm. Tránh mũi nữa đúng không? Không nha, không có tránh nha. Mà mấy mũi đều bị gì mà chích mà thấy hơi ngứa nha, kiểu mũi rừng. Còn cảm nhận của mình thì mình đắp thì mũi nó chích xiên qua hay sao mọi người, nó ngứa mà nó cứ o e qua lỗ tai, hơi khó ngủ xíu. Rồi thì mình thấy chắc hải sản cũng chín rồi mọi người, mình lấy xuống mình ăn luôn nha. Ok. Wow. Ở con tôm này ngon quá. Đúng rồi, mì hải sản nhìn nghe ngầu không? Đương nhiên là ngầu rồi, mì mà còn có hải sản. Mình sẽ ăn review trước nha mọi người. Ok, cho Tú review trước luôn. Đây là con ghẹ xanh. Chiêu. Con này chắc mình bỏ hết vô họng mình ăn thử. Ghê vậy? Phần trong của con cua ra nha. Thịt ghê, gạch nữa. Trời ơi. Để mình ăn thử. Có còn hết bực cho bá. Tanh quá mọi người. Là tao. Nhưng mà sinh tồn mà. Ôi, nó ngọt thịt. Gì vậy? Chị Uyên review con tôm đi. Được. Đây là con gái mà. Ok. Quá. Đi đôi toàn. Trời ơi, chị này tốt quá. Cảm ơn chị nha, cho em cái đầu tôm nha. Ê, tôm này vỏ cứng nha, nó kiểu như tôm càng xanh sao á. Nó chắc thịt, nó ngọt. Ăn thêm một miếng mì ăn kèm nữa. Mì hải sản mà. Mười điểm. Ăn nước ra nên hơi khô nha. Nhưng mà ăn ngon mà. Đúng rồi. Toàn. Gì? Giờ mình núp cái đầu một miếng á, cái mình ăn một miếng mì. Cái được. Đầu con tôm là tinh hoa hội tụ đó. Được. Rồi. Đó. Trời ơi, nó ngon kìa, mì tôm. Thì ốc của mình cũng đã chín rồi nha mọi người. Tại vì á, người ta nói là ốc mà mở miệng ra là nó chín rồi. Đúng. Nên là mình nghĩ chắc nó chín rồi. Tạo con này nè. Ok. Tố của con này. Chị Uyên, con này. Tố rồi. Okay. Cái này là ốc gì ta? Ốc mít đó. Ốc hạt mít. Ủa này, hình như con này hạt mít rồi. Hôm qua thì mình bắt được con sò lông nha mọi người, nên là mình sẽ review sò lông. Qua nào, sáng nay mà. 3 giờ sáng. Ngon quá ta, không có miếng két nào luôn á. Vậy hả? Đến tới mình, review thử con hạt mít. Có được. Con hạt mít mà ăn thấy nó giống kiểu mấy con sò điệp á, kiểu nó sừng sực á, cũng được hết á. Có ngọt thịt hay gì không? Có. Con này ăn được nha. Như ăn cái cò sò điệp vậy. Cái này là con giống con của Toàn nè. Cái thịt con này giống con hào á mọi người. Ừ, mặn lì. Nước biển mà. Đúng rồi, mặn lắm. Rồi bây giờ ba tụi mình sẽ hưởng thức hết cái đống hải sản này nha. Rồi đủ 24 giờ mình sẽ mở cái thùng bự này tự hưởng cho ba tụi mình. Ok. Còn cái nhìn nè. Thả hức quá. Ừ, tao đụng luôn. Chắc đồ ăn nhiều lắm á. Thôi hiểu thích thôi. Cái càng đó nè. Rồi, thời khắc quan trọng của mình đã đến rồi nha mọi người ơi. Đủ 24 tiếng rồi. Yeah.
Ui quà nào. Khui khui. Đi. Đâu rồi? Đây. Đi. Không biết anh em thấy cho mình quà gì đây. Nè, chuẩn bị dở nè. 2, 3. Ơ, cái này thấy quen quá hả? Ờ. Ủa? Sao? Sao có cái đầu ôm nữa nè. Rồi. Ừ. Có tờ giấy kìa. Có hai cái ốp phao với một cái thuyền này, thuyền cái giác hay thuyền súp gì á mọi người. Có nước nữa. Có hai chai nước nữa. Có ba chai. Thêm quá. Ba chai nước. Thêm nước quá trời. Cái tờ giấy anh gửi là chúc mừng mấy đứa đã hoàn thành thử thách 24 giờ sinh tồn trên đảo ngoan. Nhưng còn thử thách nhỏ nữa là tự tìm đường về đất liền nha. Chúc may mắn. Chấm hỏi. Trời ơi, anh này anh đùa. Thôi mày cũng phải đi tìm đường thôi Tú ơi. Chứ không ai chửi gì. Trời ơi. Rồi. Chừng ra chắc cây dắt ra. Bơm thiên. Rồi thì bây giờ mình sẽ tìm đường về đất liền nha mọi người ơi. Nếu các bạn yêu thích xe ghi này thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình có động lực làm thêm nhiều clip nữa nha. Đúng. 80k like làm thêm nha mọi người. 80k like mình sẽ làm thêm nha. Ủa? Quay ngược lại. Ôi trời, tôi không biết chịu cả chắc. Quay ngược lại. Đây. Rút vào chạy một bên, đó. Rồi nè, cái này chạy. Rồi. Mình thấy cái đảo trước mặt mình đó mọi người. Rồi, chèo. Mình nghĩ đó là đất liền nha, nên là bây giờ mình sẽ chèo qua bển. Ủa, cái đảo đất liền mà, sao? Cái đảo đất liền bên kia kìa. Bên đâu? Bó bên kia kìa. Rồi đó, xoay vòng tròn nữa rồi, hai chàng trai này. Đợi bên. Chèo cái giác. Xoay vòng tròn nữa rồi. Rồi, chèo hai bên. Rồi. Không, mày chèo một bên đó, mày chèo hai. Mẹ vậy nè Tú ơi, mày chèo nè, mày chèo một bên ở đây, cái mày qua bên đây mày chèo, kiểu nó hay luân phiên đó chứ không phải là chèo cố định một bên. Ờ, nghe thấy nó chưa? Nè, nhìn nè. Ừ. Nè, đầu tiên là chèo ở đây phải không? Nè. Cái qua đây. Cái tay cứ lẹ luân phiên vậy đó. Xoay vòng tròn nữa rồi nè. Đúng rồi, sao cái chữ. Oh my god. Mình đứa thằng biết chèo vậy. Đây là cái. Ê, biết chèo không vậy? Ê, mình quay vòng vòng nữa rồi. Quay lại. Mình bị lạc rồi. Chỗ này là chỗ nào vậy? Mình bị lạc rồi. Sao giờ lên thang ở đâu vậy? Ủa, rồi giờ đi đâu? Trời, cứu tôi. Go. Ở đây là ở đây. Tôi bị lạc rồi. Hết mi rồi, các anh. Trời ơi, giờ chèo hết nổi luôn nè.